con ạ. Chết rồi, tôi mất ví đâu rồi? Anh Hương, anh, em nhắn tin cho anh địa chỉ rồi anh qua đây giúp em một chút nhá. Sao? Có chuyện gì? Nãy em đi đường xong rơi mất ví rồi. Bây giờ không có tiền giả khẩu cái này. Anh vào giả giúp em nhé, xong rồi về. Này, cô bị điên à? Tôi có ăn đâu mà tôi phải giả? Anh đang nói gì với em đấy? Không. Này, tôi đang nói rất nghiêm túc. Chia tay đấy. Anh Hương, anh có biết mình đang nói gì không đấy? Cô không biết tự nhìn lại bản thân của mình à? Chân thì tàn phế, công ty của nhà cô thì đang phá sản, bây giờ bố cô còn đang phải đi trốn nợ, không biết bao giờ mới về. Tôi có phải thằng ngu đâu mà bây giờ tôi lại đi ôm một đống của nợ về nhà, bây giờ tôi lại đi ôm một con của tội phạm à? Hả? Anh Hương, anh có biết anh đã thốt ra những lời gì không đấy? Tôi nói thế là sai à? Lần cuối nhá. Anh Hương, anh đứng lại đây, anh đứng lại đây cho tôi. Ôi giời, anh đứng lại đây. Tránh ra. Rách cả việc. Lần sau đừng có tìm gặp tôi nữa. Anh Hương. Cô bắt phở này, cô cho con khất nhá. Xong rồi con hứa là con đi làm xong con sẽ mang qua giả lại cô ạ. Có mỗi bát phở đáng bao nhiêu đâu con. Cô miễn phí cho con. Con chân đau như này đi kiếm tiền làm sao được. Con cảm ơn cô. Thì giờ con đi về đâu? Để cô gọi xe ôm rồi cô gửi tiền cho. Bây giờ con không biết đi về đâu nữa. Nhà thì đang bị xiết nợ, mẹ mất, bố lại bỏ trốn như thế, họ quay lưng. Hành lý thì con cũng chỉ gửi tạm nhà bạn thôi ạ. Thôi, hay là con ở lại đây làm con nuôi cô nhá. Con cô tai nạn mất lâu rồi, ở nhà cũng chỉ có hai ông bà thôi, buồn lắm nhá. Được không ạ cô? Con cảm ơn cô ạ. Không sao rồi,
Để cô gọi xe. Để mẹ gọi xe cho con đi khám xem chân con thế nào nhá. Vâng ạ. Con cũng sẽ cố để lành lại. Rồi mẹ bạn hạ. Rồi đi, đi vào nhà đi con. My, sao cô lại ở đây? Tuấn à? Tớ làm ở đây mà. Tớ đọc báo thấy tin bố cậu bị phá sản. Tớ lo cho cậu lắm. Tớ không biết tìm cậu ở đâu ấy. Bây giờ tớ cũng chả biết dựa dẫm vào ai cả. May mà có bác Thủy. Thế nên là kêu mang tớ. Nên bây giờ tớ làm việc đây luôn. Nhờ thế mà tớ mới tìm thấy cậu đấy. Hay là cậu vào công ty tớ làm đi. Tớ đang khởi nghiệp, cần người đồng hành. Tớ sợ mình không đủ sức đâu. Không phải sợ, ngày xưa cậu học ở lớp ấy, toàn đứng top 5 của lớp mà. Có gì khó ấy, tớ sẽ giúp cậu. Vậy Tuấn, để mình suy nghĩ ra nhá. Cậu cứ suy nghĩ đi. Đưa điện thoại cho tớ. Làm gì? Cứ đưa đây. Khi nào suy nghĩ xong ấy thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ nhé. Menu kìa, Tuấn chọn gì đi. Mà nói chuyện với cơ đớt quá, quên mất. Cho tớ một bát cháo nhé. Ok, Tuấn chờ mi tí nhé. Thế mẹ gọi từ nãy giờ không được. Thế ạ? Con không biết. Mẹ bảo con có chuyện gì ạ? Mẹ bảo con là mang mấy cái lọ gia vị này vào để mẹ cho vào cho khách mà. Con làm sao thế? Tại lúc nãy con có gặp lại bạn cũ hồi đại học. Cậu ấy vừa sáng lập công ty, bảo là muốn gọi con về làm ạ. Nhưng mà con vẫn đang suy nghĩ. Thế thì con nhận lời đi, còn suy nghĩ gì nữa? Đừng bỏ lỡ cơ hội con ạ. Cậu ấy bảo với con là nếu mà nhận lời thì con phải ra nước ngoài công tác rất lâu. Thế thì con phải xa bố mẹ đấy. Không sao, con không muốn đâu. Con cứ đi đi. Đừng để lỡ cơ hội của tương lai. Bố mẹ thì vẫn ở đây mà. Lúc nào bố mẹ cũng mong rằng con gái của bố mẹ thành công, hạnh phúc. Thật là mẹ. Con cảm ơn mẹ. Vậy là lát con gọi điện báo tin cho cậu ấy. Rồi con sẽ sắp xếp hôm nào để cho Tuấn sang gặp mẹ đó. Ừ, thế thì tốt quá. Được, vâng. Vào đi con. Cô Trần Thanh Thủy đúng không? Đúng đúng rồi ạ. Cô đang nằm ở dưới tầng 2.
Nhưng mà anh chị muốn xuống thăm thì đầu tiên anh chị phải đóng tiền viện phí đã, vì cô trễ viện phí hơi lâu. Em cứ đứng đây nói chuyện với bác sĩ nhá, để anh em đi đóng tiền cho mẹ. Nhanh lên. Chị ơi, cho em hỏi là bệnh tình của mẹ em như thế nào rồi? Bệnh tình của mẹ chị rất là nguy cấp, phải phẫu thuật ngay. Mà rất may là anh chị về kịp đấy, còn nếu không thì ngày mai bọn tôi đã trả về rồi. Em nhờ chị chỉ cho em là phòng của mẹ em nằm đâu ạ? Phòng mẹ chị là phòng 202, nằm ở dưới tầng 2 ấy. Em cảm ơn ạ. Được rồi. Ra hành lang ngồi. Không có tiền ở đây ăn trộm ăn cắp chứ làm gì. Nghe đây, ra đi. Tôi xin cậu cho tôi ở đây nốt chiều nay thôi, để tôi còn uống nốt nốt chiều nay. Sao bà nói nhiều thế nhỉ, không có xin dọn thế. Thôi thôi, ra đi. Mà ra đi, nhanh. Ra đi. Mày làm trò gì đấy ạ? Cô là ai đấy? Mẹ có sao không? Con à, người quen à? Lâu lắm không gặp. Xin chào. Tôi không ngờ anh loại đàn ông khốn nạn như thế đâu đấy. Đến cả người già bệnh tật mà anh không tha nữa à? Thì làm sao? Ừ? Anh làm gì mẹ tôi đấy à? Mẹ cô á? Tôi tưởng mẹ cô mất lâu rồi mà nhở? Con, đây là mẹ nuôi tôi. À. Con xin lỗi. Ui dồi, tình cảm kìa. Mẹ cứ để con xử lý ạ. Anh giải thích đi. Chuyện vừa nãy là như nào? À thì mẹ cô không có tiền. Ở lại ở cùng phòng với tôi. Nhưng mà nhìn mặt gian này kia nên là tôi phải đuổi ngay. Cấm mồm. Anh xin lỗi mẹ tôi ngay. Xin lỗi á? Cô bị thần kinh à? Hay là bây giờ nhìn ngon nghẻ nên là lên giọng thế? Anh làm trò gì đấy? Anh đừng nghĩ ai khốn nạn như anh. Muốn xin lỗi đúng không? Muốn xin lỗi gì? Thì đi với anh. Đêm anh làm trò gì đấy? Em. Mẹ! Ôi à! Ôi sếp. Sếp lại ở đây à? Không liên quan gì tới cậu. Riêng cái hành vi của cậu vừa rồi ấy, cộng thêm cả việc nhận hối lộ, tham nhũng, mang người khác vào công ty tôi làm, như vậy đáng để đuổi việc chưa? Kiểu sếp nghe em giải thích cậu đã. Cậu không nói gì nữa. Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi định ngày mai sẽ thông báo với cậu. Nhưng mà nhân tiện đây, tôi nói luôn cho cậu biết, từ mai trở đi ấy, đừng bao giờ tới công ty của tôi làm nữa. Kiểu sếp nghe em nói đó. Dạ. Em có chót dại, mong sếp bỏ qua cho em. Chót dại à? Công ty của tôi ấy không nhận những người có nhân cách thối nát như cậu đâu. Cậu cút khỏi đây cho tôi. Cút khỏi đây cho tôi. Kiểu sếp. Mẹ. Con. Mẹ ơi, con xin lỗi. Vì con mà mẹ không có tiền để phẫu thuật. Cũng vì con mà mẹ suýt bị tên đê tiện kia. Mẹ không sao. Các con về như thế này là tốt lắm rồi. Mẹ, con với anh Tuấn đã lấy nhau rồi ạ. Bọn con về đây lần này là sẽ quyết định ở hẳn. Tốt quá. Mẹ chúc mừng các con. Mẹ về sống chung với bọn con nhá. Đúng rồi đấy mẹ. Con đã đóng hết tiền viện phí và phẫu thuật cho mẹ rồi. Chờ mẹ khỏi bệnh rồi chúng ta cùng về chung một nhà nhé. Cảm ơn các con. Thank you.